Lớn mọi người. Đây đang cơm tắm à. Cơm tắm. Vào nhà hàng Việt Nam ăn cơm tắm nè. Không rõ, nó không được rõ nữa nè. Thấy không? Thì cơm tắm mình chẳng biết mỗi món này nó có chả nè. Cái này là cái gì ạ? Này tàu hủ kỳ à? Tàu hủ kỳ nó có tôm, nó có tôm, tôm nướng. Rồi sườn đầy hàng với hành mỡ, mỡ hành, sườn đầy hàng nè. Rồi cái này là cái gì? Cái này là bì hả? À? Này bì ha. Đặc biệt là có trái ớt nè. Ủa ớt này là ớt hiểm nha, cay kinh khủng luôn. Có một ít rau cải cho mình nữa. Ăn xong thì mình có một cái chân nước súp để cho mình ăn cho khỏi bị ngạn á. Thì cái dĩa cơm này nó cỡ khoảng 10 mười mấy đồng á, 11 12 đồng thì mình không biết nữa, mà nó đầy đủ như vậy đó. Đó, dĩa cơm nó bự vậy đó. Thấy đã không? Dĩa cơm vậy á. Cơm tắm à. Đây, cơm tắm. Đây. Sườn đầy hàng nè. Cái này á, nó ướp nó không có mật ong nữa. Nó hơi ngọt ngọt ngọt. Mình thử không? Hơi ngọt, hơi ngọt. Ngọt ngọt. Mấy đình, ngon xoay. Con cầm đấy, con cầm đi. Ngọt ngọt ngọt. Ít ngọt ngọt. Nhưng mà mình đổ xíu mắm vô. Reagan, you want to try some meat? 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 Mm-hmm. Okay. You want to try this? Này là chả. À, tôm nướng nè. Megan, you want some shrimp? Yeah. Shrimp, Megan. Huh? Yes. Còn có mấy cái chua 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 ăn nó đỡ ngán. Đây là tôm nướng. So good. Cái gì nó cũng có một xíu mật ong, nó không ngọt ngọt chả. Thử mấy không? Rồi. Tô này á, dĩa này ăn một cái là no tới ngày mai luôn á. Ôi mà ăn nhiều quá, ăn hết. Không phải dĩa ăn hết cái này đâu, nhiều lắm. Cái này là tàu hủ ghi. Đây là tàu hủ ghi ha, mẹ ăn thử nha. Giòn. Trong đó có tôm chiên lên. Mình try. Try đi coi. Giảm xi mắm.
nó ít củ kiệu chua chua nữa, ăn cho nó đã ngán. Sáng này mới cay nè. Cắn vô là biết mùi này không? Ôi da. Wow. Bì. Xin chào. Đói lắm mới ăn, mới hết cái tô này, cái một cách là thấy nhiều lắm, nhiều ăn lắm. Một dĩa, dĩa ngon. Hết đồ ăn ngoài tùm lum hết. Sữa đại hàng nước. Ngon. Ngon. Trái cay quá. Bây giờ mình cũng còn ăn thấy cay nữa. Wow. Bì là hình như là da heo phải không? Mình cứ ăn trưa nhiều lắm. Mình ngoài đường không à? Đói bụng á. Ngon, ăn cái gì cũng ngon lắm. What is this trash music? Tớ cay quá. Giờ ăn ít ít thôi, không dám gắn nhiều. Cay cực kỳ. Wow, cái quả chỉ thiên á. Wow, đồ ăn quá trời, không cách nào ăn hết nữa. Một dĩa này không cách nào ăn hết đồ ăn á, đồ ăn quá trời luôn. Còn dư không à. Không bỏ đồ ăn nhiều quá. Đây ăn. Một món là mình ăn hết rồi, đâu cần mình nó tới 1 2 3 4 5 6 7. 7 món. Cơm thì mình ăn hết.
Tôi ăn nhiều quá. Đó mấy. Thì nó cho một cái chén súp này, nếu như ăn mà nó ngặn á thì mình uống nước súp. Này nó giống như là nước phở á ta. What kind of treat do you have? Good. Are you good? Nó giống như nước phở mà nó không phải nước phở, nó lấy nước xương nó súp, nó thành nấu thành súp. Còn thịt nhiều quá không? Một cái dĩa mà nó bỏ nhiều thịt quá. Ăn đi. Ăn gì hết đi, ăn rồi mày hết. Megan, one more shrimp for you. Yes, very nice. Thường á, bỏ đường, bỏ thiếu cái mật ong vô nướng nó không có cháy. Mà thơm thơm ngọt ngọt. Ăn ngon. Ok. Mọi người